Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vera Family Cuộc Sống ở Singapore. Hôm nay thì Vân nấu cái thịt rim với lại tôm mặn mặn ngọt ngọt. Đây là rau chân vịt với lại nấm và đậu hũ non, rất là ngon các bạn. Cái này là của Brayden. Như thường lệ thì cái màu xanh này là của Brayden, màu xanh tím. Còn cái màu đỏ này là của Elena. Thì Elena đang bệnh không có ăn được tôm cho nên là mình không có bỏ tôm các bạn. Bây giờ là Vân sẽ cho hai bé ăn trưa. Đó. Brayden, Elena, mommy coming. Okay. No, Brayden wants food. Elena. Elena won! Yeah! Rồi, để mình đi lấy muỗng. No, you hand. No, you hand, please. No. I want round it now. Để mình đi lấy muỗng. Spoon? What is spoon? Lau tay đây là ok. Tay. Tay kia. Còn ăn cái see, cannot eat, ok. The outside hot, hot one cannot eat. Inside is soft. Can eat. Let me show you. Open it. Okay. Brayden, Elena. Hee hee, mommy take photo. Hee hee. Hee hee. Okay. Rồi, okay, mommy take đi đi. Hee hee. Okay. Rồi cùng ăn đi. Anything want to say with mommy? Thank you. Thank you. Tiếng Việt nói sao con? Rồi con ăn đi. Ngon không? Ngon không? Hả? Get the ice from. Brayden, the heart cannot eat, okay? The tail cannot eat. You see, heart's tail cannot eat. Then you pick up. Con lấy ra, lấy ra. Cannot swallow the one. This tail cannot eat. It hot. It's hot, cannot swallow, no? This heart cannot swallow. This the wound here. Then it's heart one got the heart done. Then the painful here. Then be out ready. Then the
con nhẹ ra chưa? Tiếp con. It's hard. Cô ăn cơm đi con. Đi. Mushroom là nấm. Nấm. Raiden thích ăn nấm. Nấm. I like mushroom. Cô ăn rau nữa, ok. Oh no, my mushroom. I eat all the mushroom. Nấm. Nấm. Ăn rau, rau cũng ngon. Cô ăn rau nha. Rau rất là tốt cho sức khỏe. Cho nên phải ăn rau. A veggie. Rau. Con. Lấy cái muỗng. Cầm cái muỗng lên. Con ăn đi con. Mommy, see the tail. The tail cannot eat. The tail here. Yep. This not the tail, this one back side. The one not back side, the one the head, the body. The body? The body later die the front. Oh. Cái này ăn được, con ăn đi, ăn được. Peel off the tail, peel off the tail of the frog. She died. Rồi, okay. Con ăn con khác. Xong rồi, con đã xong rồi. Cô ăn cơm, giỏi quá. Elena ăn cơm. Nấm. Nhẹ xương ra. Cô ăn rau thử đi. Thịt. Thịt heo. Cô ăn với cơm. Ăn cùng với cơm. Cơm. The rice no cold. Rice no hot.
Đậu trơn quá. Biết luôn không? Xúc không được. Giỏi quá. Lê Na thích ăn đậu non. Ngon không con? Ngon thật. Ngon thật, ngon thật. Spicy. Raiden nó thích còn nhỏ nhưng mà thích ăn cay cay, hơi cay cay là rất là thích. Người đi, bye bye cô chú. Bye mọi người. Mommy, I want to eat some more. Okay. Okay, con ăn đi. Con kết thúc video tại đây nha mọi người. Cái điện thoại của Vân nó hết pin rồi. Vân hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mommy, mommy, okay. Okay.